vào ngày mới những anhú em sống bằng nhìn đánhừ chúng những, cánh rừng trên đo, những đàn tình Xin kính chào quý vị và các bạn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Chào ngày mới của đài phát thanh truyền hình cao bằng chương trình hôm nay thứ ba ngày mùng 5 tháng 5 Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày thứ hai học sinh đi học trở lại sau kỳ nghỉ dài phòng chống dịch COVID-19. Để đảm bảo an toàn cho sức khỏe của học sinh, các trường trên địa bàn tỉnh đã thực hiện nghiêm túc để đón học sinh đến trường như phun khử trùng cơ sở vật chất tại trường học. Học sinh được đo thân nhiệt trước khi vào lớp. Những việc làm đó không thể bỏ qua, đặc biệt là đối với nơi đông người như trường học. Việt Nam đã kiểm soát tốt dịch COVID-19, tuy nhiên chúng ta không được chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch bệnh. Đó cũng là thông điệp chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong chương trình Chào Ngày Mới hôm nay. Sau đây, chương trình xin được mở đầu bằng phần tin tức trong tỉnh được cập nhật. Ngày 4 tháng 5, Công an tỉnh tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Bổ nhiệm Thượng tá Sầm Minh Hồ, trưởng Công an huyện Bảo Lạc, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng. Dự lễ có đại diện lãnh đạo Ban tổ chức tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban giám đốc, đại diện lãnh đạo công an các đơn vị, phòng, huyện, thành phố. Tại buổi lễ, Thợ ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định bổ nhiệm có thời hạn cho Thượng tá Sầm Minh Hồ, Phó Giám đốc Công an tỉnh. Quyết định có hiệu lực từ ngày 24 tháng 4 năm 2020. Buổi lễ cũng đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động bổ nhiệm đồng chí Đại tá Đàm Xuân Thụ, trưởng phòng quản lý xuất nhập cảnh, đến nhận công tác và giữ chức vụ trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh. Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động đồng chí Thiếu tá Lê Thanh Bình, trưởng phòng tham mưu đến nhận công tác và giữ chức vụ trưởng phòng tổ chức cán bộ Công an tỉnh Cao Bằng. Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã chúc mừng đồng chí tân phó giám đốc Thượng tá Sầm Minh Hồ được lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng giao phó nhiệm vụ mới và mong muốn trên cương vị mới tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo công an tỉnh làm tốt công tác tham mưu cho tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh, triển khai những giải pháp bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Ngày mùng 4 tháng 5, học sinh các cấp trên địa bàn toàn tỉnh chính thức đi học trở lại sau 3 tháng nghỉ phòng dịch Covid-19. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã đi kiểm tra một số trường học trên địa bàn. Trong ngày đầu học sinh các cấp, cấp trở lại sau thời gian nghỉ học do dịch Covid-19, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đã đi kiểm tra một số trường tiểu học và mầm non trên địa bàn thành phố để nắm tình hình học sinh ra lớp cũng như việc thực hiện phòng chống dịch. Nắm bắt vướng mắc khó khăn của các đơn vị khi thực hiện các tiêu chí đảm bảo an toàn trường học để có phương án giải quyết kịp thời. Qua kiểm tra, hầu hết các trường học đã chú ý phương án bố trí lớp học, giờ học để đảm bảo khoảng cách an toàn cho học sinh, chuẩn bị đầy đủ xà phòng, nước rửa tay, thiết bị đo nhiệt độ. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đề nghị các trường tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch COVID-19 theo khuyến cáo của ngành y tế, không tổ chức các hoạt động tập thể, tránh tập trung đông người, học sinh khi đến trường phải đeo khẩu trang và được đo thân nhiệt trước khi vào lớp. Đồng thời có kế hoạch triển khai dạy học đảm bảo tiến độ theo nội dung chương trình tinh giản mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hướng dẫn. Đối với khối mầm non, việc tổ chức hoạt động bếp ăn bán trú phải đảm bảo an toàn theo quy định. Theo thống kê, trong các học buổi sáng của toàn tỉnh, tỷ lệ học sinh khối trung học phổ thông đến trường là 7.540 em, đạt tỷ lệ 96,3%. Khối học sinh trung học cơ sở có 20.987 em, đạt tỷ lệ 94%. Khối học sinh tiểu học có 39.219 em, đạt tỷ lệ 92%. Và khối mầm non lớp 5 tuổi có 8.756 em, tỷ lệ ra lớp đạt 84%. Để thực hiện giãn cách học sinh, các trường học đã bố trí chia lớp, học lệch ca buổi sáng và buổi chiều. Việc giám sát đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn được triển khai chặt chẽ. Ngay trong dịp nghỉ lễ, các trường đã tổ chức phun thuốc khử khuẩn, tổng vệ sinh các lớp học, đảm bảo đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế để đón học sinh quay trở lại trường. Hiện nay, đối với khối mầm non mới chỉ có học sinh lớp 5 tuổi được ra lớp. Dự kiến sau thời gian học sinh các cấp, cấp đi học trở lại, thì một tuần sau đó, các lớp trẻ khác dưới 5 tuổi cũng sẽ đi học trở lại. Ngày 4 tháng 5, học sinh của 83 trường học trên địa bàn huyện Trùng Khánh cho học sinh trở lại trường học để tiếp tục chương trình học tập. Tại trường mầm non thị trấn Trùng Khánh, ngay từ đầu buổi sáng đầu tiên, học sinh lớp 5 tuổi trở lại trường học đều được các bậc phụ huynh chuẩn bị đầy đủ khẩu trang. Trước khi vào lớp học, các em được cô giáo hướng dẫn cách đeo khẩu trang, rửa tay bằng nước sắt khuẩn trước khi vào lớp học và giữ khoảng cách tối thiểu trong giờ học và ra chơi. Để học sinh và phụ huynh yên tâm khi trở lại trường học sau khi nghỉ dịch COVID-19, nhà trường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các biện pháp phòng chống dịch đến các bậc phụ huynh và các em học sinh trong toàn trường. Nhà trường thông báo đến tất cả các phụ huynh sắm đầy đủ khẩu trang cho các em khi đến trường và phối hợp cùng nhà trường thực hiện các khâu vệ sinh trường lớp học, phun khử khuẩn, chuẩn bị đầy đủ nước rửa tay sát khuẩn đặt tại các vị trí cần thiết như ngay tại cổng trường học, tại các lớp học, khu vệ sinh và chỗ rửa tay. Theo tổng hợp của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trùng Khánh, toàn huyện có 83 trường học, trong đó có 76 trường học trực thuộc phòng và 7 trường trực thuộc Sở Giáo dục. Để học sinh trở lại trường học sau thời gian tạm nghỉ giãn cách dịch Covid-19, phòng đã chỉ đạo các trường thực hiện nghiêm túc các quy định của các cấp về chống dịch Covid-19 của chính phủ và của tỉnh. Qua ghi nhận tại các trường học trên địa bàn huyện Trùng Khánh đều chuẩn bị chu đáo các điều kiện phòng dịch bệnh, vừa bảo đảm an toàn sức khỏe cho học sinh, vừa bảo đảm kế hoạch học tập. Các em học sinh và phụ huynh đều an tâm khi con em trở lại trường học. Cũng trong sáng ngày 4 tháng 5, trên 15.800 học sinh thuộc các trường từ bậc mầm non đến trung học phổ thông trên địa bàn huyện Hà Quảng đi học trở lại sau kỳ nghỉ kéo dài do dịch COVID-19. để đảm bảo sức khỏe cho các em đến trường, trước đó tất cả các trường học trên địa bàn đã triển khai đồng loạt các giải pháp như phun khử khuẩn, tổng dọn vệ sinh trường lớp, phân chia lớp học đảm bảo mỗi ca học dưới 20 người, nhắc phụ huynh học sinh thông tin tình hình sức khỏe con em mình trước khi đến lớp học. Tại các điểm trường, giáo viên và học sinh đều được kiểm tra sức khỏe, đo thân nhiệt trước khi vào lớp, bố trí chỗ ngồi giữa hai học sinh, bảo đảm khoảng cách theo quy định. Phân công giáo viên chủ nhiệm trực tiếp hướng dẫn học sinh các biện pháp phòng dịch cho học sinh rửa tay sát khuẩn tay Đồng thời, nhắc nhở học sinh không tụ tập, triển khai cho học sinh đeo khẩu trang, tổ chức cho học sinh chào cờ trong lớp học. Các trường còn bổ sung các trang thiết bị y tế như nước sát khuẩn, thùng rác có nắp đậy đặt trước cửa các lớp học và máy đo thân nhiệt, hỗ trợ khẩu trang cho học sinh. Đồng thời phân công giáo viên vận động học sinh ra lớp. Do vậy, ngay ngày đầu tiên đi học trở lại, các trường đảm bảo an toàn cho học sinh đến lớp. Chuyển sang phần tin trong nước. Thưa quý vị, chỉ trong vòng 3 tháng đầu năm, lực lượng quản lý thị trường Đắk Lắk đã liên tiếp phát hiện và xử lý vi phạm đối với 9 cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Điều này cho thấy tình trạng vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu đang có dấu hiệu ngày càng gia tăng và phức tạp hơn và cần được các ngành quản lý liên quan tăng cường hơn nữa công tác quản lý và xử lý nghiêm sai phạm. Đây là những cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn huyện Krông Bắc, tỉnh Đắk Lắk vừa bị xử lý vi phạm Mặc dù giấy phép đã hết hạn từ nhiều năm, nhưng đến nay các cơ sở này vẫn ngang nhiên tồn tại kinh doanh bình thường mà không cần phải có giấy phép đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Đến năm 2020, những hành vi này mới bị phát hiện và xử lý. Kẽ hở trong quản lý đã giúp cho các doanh nghiệp này có gần 6 năm kinh doanh mà không cần giấy phép. Qua quá trình kiểm tra, các em phát hiện là thứ nhất là cây xăng dầu Bình Phương đã hết hạn sử dụng, hết chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh từ năm 2017. Và cái À, Cần An hết hạn từ năm 2014. thì chúng tôi đã tiến hành kiểm tra và à, xử lý theo quy định và chi toàn bộ những cái số tiền bất hợp pháp à, các cây xăng các doanh nghiệp đã kinh doanh để đưa vào ngân sách nhà nước. Đây là cửa hàng xăng dầu Phương Bồng thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Phương Bồng tại thị trấn Esup, huyện Esup. Đã bị lực lượng quản lý thị trường bắt quả tang đang bán xăng E5 RON 92 do thương nhân phân phối cao hơn giá quy định. Còn đây là chiếc xe bồn chở xăng dầu đã bị lực lượng quản lý thị trường Đắk Lắk phát hiện và bắt giữ về hành vi giao hàng sai địa điểm và không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa. Vụ việc này chỉ là một trong tổng số 9 vụ việc được cục quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk phát hiện và xử lý từ đầu năm đến nay. Trong những tháng đầu năm năm 2020 vừa qua, Tình hình vi phạm các quy định về kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh diễn ra tương đối phức tạp. Cục quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk đã quyết liệt chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát trên lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và một số các mặt hàng thiết yếu chủ lực khác. Thời gian qua đã phát hiện và xử lý 9 vụ đối với 9 doanh nghiệp có những cái hành vi vi phạm về điều kiện kinh doanh xăng dầu kinh doanh không phép, đo lường vi phạm gian lận giá và số lượng. Các hành vi vi phạm cũng càng ngày càng đa dạng, phức tạp và tinh vi hơn. Những vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang đặt ra những thách thức đối với lực lượng quản lý thị trường trong việc phát hiện, đấu tranh và xử lý vi phạm, qua đó góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nhằm san sẻ với những gia đình thuộc diện hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình thuộc diện bảo trợ xã hội và các hộ bị ảnh hưởng do thiên tai, mưa lốc, dịch bệnh COVID-19. Hội chữ thập đỏ tỉnh Sơn La, tỉnh đoàn Sơn La và truyền hình Quốc hội Việt Nam thường trú tại Tây Bắc đã phát động xây dựng kho gạo nhân ái. Chỉ trong một thời gian ngắn phát động, với tinh thần tương thân tương ái, ban tổ chức đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo các tổ chức, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh gần 13 tấn gạo đã và sẽ được trao tận tay các hộ dân tại địa bàn các xã vùng sâu, vùng xa, vùng cao biên giới. Sáng ngày 29 tháng 4, tại nhà thiếu nhi tỉnh Sơn La, chúng tôi chứng kiến không khí khẩn trương, hối hả đầy nhiệt huyết của các đoàn viên thanh niên thuộc đoàn khối các cơ quan tỉnh, thành đoàn Sơn La và 40 thành viên của câu lạc bộ xe bán tải Việt Nam bốc 10 tấn gạo xuống kho. Đây là món quà đầy ý nghĩa từ thủ đô Hà Nội, vượt đường xá xa xôi trên 300 km đến với Sơn La. Ngay sau đó, các tình nguyện viên đã đóng gạo, chia thành hàng nghìn bao nhỏ trọng lượng 10 kg, những bao gạo được đóng cẩn thận, buộc chắc chắn, những giọt mồ hôi nhỏ xuống vun cho mầm nhân ái được nảy mầm, vươn lên. Trong tình hình dịch bệnh, mưa lũ và uh, người dân ở Sơn La gặp rất nhiều khó khăn, là một đoàn viên thanh niên uh, được đóng góp một chút sức lực vào công tác để giúp đỡ những người khó khăn trong hoàn cảnh như thế này, tôi cảm thấy rất là phấn khởi, vui mừng và cảm thấy rất là tự hào và rất mong người dân sẽ cố gắng vượt qua khó khăn để chống lại dịch bệnh, chống lại mưa lũ và vươn lên thoát nghèo ạ. Tinh thần tương thân tương ái của người Việt Nam cũng như là tinh thần từ bi của một người con Phật thì rất mong rằng là đây là cái sự chung tay để mong rằng là mọi người sẽ có thêm được cái tinh thần để vượt qua cái sự khó khăn trong cuộc sống trong cái mùa mưa bão cũng như dịch bệnh này. Mùi nội là xã vùng 2 của huyện Thuận Châu, trong tổng số 8 bản có 3 bản thuộc diện đặc biệt khó khăn, có 995 hộ, 4182 khẩu, tỷ lệ hộ nghèo của xã chiếm gần 31% với 292 hộ nghèo. Ngoài ra có 158 hộ cận nghèo, vào đêm mùng 10 và dạng sáng ngày 11 tháng 4 trên địa bàn đã xảy ra gió xoáy, rông lốc, mưa đá làm thiệt hại nặng nề về nhà cửa của 85 hộ dân, trong đó có hai hộ nhà bị tốc mái hoàn toàn, ngập úng 2.000 mét vuông lúa chiêm xuân. Những ngày qua cuộc sống của bà con gặp khá nhiều khó khăn. Ừ, Gia đình tôi ừ, thuộc diện hộ nghèo, nghèo, nghèo bị mưa đá tốc ngày, hết mái nhà, thân cùng thân với thân các thân bà con dân thân bản thân hôm thân nay được đến thân đây thân nhận thân gạo, thân ai cũng mừng lắm. Xin cảm ơn đoàn từ thiện đã quan tâm tới bà con vừa rồi thì trên địa bàn xã Mùi nòi cũng đã bị ảnh hưởng mưa lớn rồi là mưa đá, gió lốc bay hết nóc nhà và thứ hai nữa là vào cái dịp phòng chống dịch Covid thì nhân dân địa bàn cũng gặp rất là nhiều khó khăn do không đi làm thuê được và buôn bán. Hôm nay thì đã được nhà mạnh thường quân tổ chức trao quà cho hơn hai trăm hộ gia đình. Đây là một món quà ý nghĩa rất là lớn. Thứ nhất là về giúp một số hộ dân về cái vật chất và đồng thời đây cũng là một cái món quà tinh thần rất là lớn để nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng nhà nước. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động này ở trên địa bàn của huyện Quỳnh Nhai, đặc biệt là tại xã Mường Rôn mà cái xã ảnh hưởng nặng nề bởi mưa đá gió lốc trong thời gian qua và triển khai tại huyện Yên Châu. Sau đó thì ban tổ chức chương trình sẽ tiếp tục kêu gọi vận động từ các tổ chức cá nhân và tiếp tục sẽ hỗ trợ gạo cho bà con ở trên địa bàn của tỉnh Sơn La. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng với sự chung tay của cộng đồng, với sự chung tay của các tổ chức cá nhân có lòng hảo tâm trên địa bàn thì kho gạo của chúng tôi sẽ như một cái kho gạo thạch xanh, kho gạo vơi đi rồi lại đầy. Hiện nay kho gạo nhân ái đã nhận được gần 14 tấn gạo cùng hàng chục triệu đồng do các nhà hảo tâm chuyển khoản ban tổ chức sẽ sử dụng số tiền này để mua gạo trao đúng đối tượng đúng địa phương thực sự cần những suất gạo này với khẩu hiệu cho đi là còn mãi hy vọng kho gạo nhân ái của tỉnh sơn la sẽ tiếp tục lan tỏa để có thêm nhiều hơn những kho gạo cây atm gạo lưu động đến với bà con nghèo đặc biệt khó khăn giúp bà con vươn lên trong cuộc sống thiên tai và dịch bệnh Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục chủ trì phối hợp triển khai công tác bảo hộ công dân theo tinh thần phản ứng nhanh, sẵn sàng ứng phó không có giới hạn về địa bàn nóng. Nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan có liên quan để công tác bảo hộ công dân luôn là điểm tựa cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Cục trưởng Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao Vũ Việt Anh chia sẻ điều này khi trao đổi với báo chí về công tác bảo hộ công dân trong thời kỳ dịch Covid-19. Ông Vũ Việt Anh chia sẻ thêm, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát mạnh tại nhiều khu vực trên thế giới, với phương châm bảo hộ công dân chủ động, nhanh chóng hiệu quả, cục lãnh sự ưu tiên triển khai một số công việc cụ thể như sau. Thứ nhất, tiếp tục rà soát cập nhật tình hình, số liệu công dân Việt Nam ở nước ngoài thông qua các kênh liên lạc hiệu quả hiện thời, đặc biệt là tập hợp thống kê số người có nhu cầu về nước để kiến nghị biện pháp hỗ trợ phù hợp với diễn biến của dịch bệnh tại các khu vực đó. Thứ hai, đẩy mạnh hợp tác với sở tại để kịp thời trao đổi, phối hợp thực hiện các biện pháp hỗ trợ công dân Việt Nam. Thứ ba, phân cấp mức độ ảnh hưởng, tính cấp thiết của vấn đề tại từng khu vực để đề xuất phương án đưa công dân về nước hợp lý, hiệu quả, đáp ứng nguyện vọng của người dân. Song song với các phương án này, cục lãnh sự sẽ tiếp tục rút bài học kinh nghiệm trong đợt đưa công dân về nước vừa qua nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan có liên quan để công tác bảo hộ công dân luôn là điểm tựa cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Tổng cục Đường bộ Bộ Giao thông Vận tải vừa hướng dẫn các sở giao thông vận tải, trung tâm đào tạo và sát hạch giấy phép lái xe ô tô sử dụng bộ 600 câu hỏi dùng để sát hạch lái xe cơ giới đường bộ, với quyết định lùi thời gian áp dụng tới ngày 1 tháng 8. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các cơ sở đào tạo lái xe trên toàn quốc đã dừng tổ chức đào tạo để đảm bảo cách ly xã hội, do đó không thể hướng dẫn học viên làm quen với bộ 600 câu hỏi mới và tổ chức ổn luyện. Vì vậy, thời gian áp dụng bộ câu hỏi mới từ 450 câu lên 600 câu được lùi thời gian thực hiện tới ngày 1 tháng 8 năm 2020, thay vì mốc thời gian áp dụng từ ngày 1 tháng 6 như trước. Trong bộ đề mới, đang chú ý mỗi bộ đề sẽ có một câu điểm liệt, nếu thí sinh trả lời sai câu này sẽ trượt lý thuyết. Tổng cục Đường bộ cho hay đã xây dựng sửa đổi phần mềm sát hạch lý thuyết trên máy vi tính đối với sát hạch lái xe ô tô và mô tô các hạng và có kế hoạch tập huấn chuyển giao cho các sở giao thông vận tải, các cơ sở đào tạo lái xe và các trung tâm sát hạch lái xe sử dụng thống nhất trên phạm vi cả nước. Đang có tình trạng loạn giá mua máy xét nghiệm COVID-19 Real-Time PCR tại các địa phương. Nhiều báo có bài viết về vấn đề này. Trong bài viết Loạn giá mua máy xét nghiệm Covid-19, tờ Thanh niên cho biết hiện có địa phương thì phủ nhận không mua máy xét nghiệm real time PCR với giá 10 tỷ đồng, mà cho biết hệ thống ở trung tâm y tế dự phòng của thành phố là mượn của doanh nghiệp. Trong khi đó ở một tỉnh khác, dù hợp đồng mua máy được ký với giá 8,4 tỷ đồng, nhưng sau đó lại được giảm xuống 7 tỷ đồng. Sở y tế tỉnh tiếp theo đã chuyển tạm ứng 4,2 tỷ cho bên trúng thầu, nhưng sau đó vào hôm 21 tháng 4, bên trúng thầu đã hoàn lại số tiền tạm ứng. Cũng viết về nội dung này, tờ Người lao động có bài viết Ma trận máy xét nghiệm COVID-19. Tờ báo này dùng từ ma trận bởi có công ty bán hệ thống máy xét nghiệm real time PCR hơn 7 tỷ đồng, nhưng cũng có công ty bán với giá hơn 2 tỷ đồng, thậm chí là 950 triệu đồng. Trong bài viết có tiêu đề Không thể không biết Tờ giáo dục và thời đại nhấn mạnh với mức giá nhập khẩu cùng với các chi phí khác đều có trên mạng thì giá bán máy móc hoàn toàn có thể tính được ngay. Do đó không có lý do gì để nói là không biết. Trong diễn biến mới nhất trước những lùm xùm của sự việc này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý các địa phương ngăn chặn có hiệu quả tình trạng tiêu cực tham nhũng, lợi ích nhóm trong mua sắm các trang thiết bị y tế. Nếu phát hiện tiêu cực tham nhũng phải chuyển cơ quan điều tra để xử lý nghiêm. Đêm thứ tư dạng sáng thứ năm tuần này, tức là ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 5, người yêu thiên văn Việt Nam có cơ hội chiêm ngưỡng mưa sao băng Bảo Bình. Sau đó, tối thứ năm, ngày mùng 7 tháng 5, sẽ xuất hiện lần siêu trăng cuối cùng của năm 2020. Được hình thành từ những hạt bụi của sao chổi Halley, thiên thể được biết đến và quan sát từ thời cổ đại. Mưa sao băng Bảo Bình là một trận mưa sao băng khá lớn, thường xảy ra từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 28 tháng 5 hàng năm, đạt cực đại vào đêm ngày mùng 6, dạng sáng ngày mùng 7 tháng 5. Ở thời điểm cực đại, mưa sao băng Bảo Bình có thể lên tới 60 vệt băng 1 giờ. Tuy nhiên, tần suất này chỉ có thể quan sát được ở các vùng thuộc Nam Bán Cầu. Ở Bắc Bán Cầu, trong đó có Việt Nam, chỉ quan sát được tối đa khoảng 30 vệt băng 1 giờ. Năm nay điều kiện thời tiết ở hầu hết các vùng trên cả nước tương đối thuận lợi để quan sát mưa sao băng bảo bình khi trời ít mây, không mưa hoặc chỉ mưa vài nơi. Tuy nhiên, thời điểm cực đại năm nay lại trùng với thời kỳ trăng tròn nên việc quan sát sẽ bị ảnh hưởng bởi ánh trăng. Người quan sát nên chọn nơi thoáng đãng, ít ánh sáng đèn, thời gian quan sát tốt nhất là sau nửa đêm. Các vệt băng có xu hướng tỏa ra từ chòm sao Bảo Bình nhưng cũng có thể xuất hiện từ bất cứ đâu trên bầu trời. Sau mưa sao băng, ngày tối thứ năm tuần này, người yêu thiên văn sẽ được chiêm ngưỡng lần siêu trăng thứ tư và là lần siêu trăng cuối cùng của năm. Mặt trăng dự kiến sẽ lớn hơn và sáng hơn bình thường khoảng 15 đến 30%. Lần siêu trăng này đạt cực đại vào 17 giờ 45 phút chiều thứ năm, ngày 7 tháng 5 theo giờ Việt Nam. Lần trăng tròn này được những bộ tộc châu Mỹ bản địa thời xưa gọi là trăng hoa, bởi đây là khoảng thời gian những bông hoa mùa xuân xuất hiện nhiều nhất. Lần trăng này còn được biết đến với tên gọi là trăng trồng ngô và trăng sữa. Đây cũng sẽ là lần siêu trăng cuối cùng trong số 4 lần siêu trăng của năm 2020, phải chờ đến năm 2021, người yêu thiên văn mới tiếp tục được chiêm ngưỡng siêu trăng. Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, năm nay phải mua 190.000 tấn gạo dự trữ quốc gia nhưng đến nay mới chỉ mua được chưa đến 5% kế hoạch được giao. Tổng cục dự trữ nhà nước đã phải tổ chức đấu thầu lại để mua đủ số gạo dự trữ. Nguyên nhân là bởi 24 trên 28 doanh nghiệp trúng thầu trước đó đều không bán gạo. Cục dự trữ khu vực Hà Nội được giao mua dự trữ 9.000 tấn gạo. Kho chứa đã sẵn sàng, mọi thủ tục đấu thầu đã hoàn thành, nhưng tất cả các doanh nghiệp đã trúng thầu đều không bán gạo và chấp nhận mất tiền đặt cọc. Nguyên nhân chính do giá gạo liên tục tăng cao hơn giá trúng thầu nên nhà thầu từ chối ký hợp đồng. Để thực hiện nhiệm vụ mua đủ số lượng gạo theo kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã tổ chức đấu thầu lại đối với số lượng 182.300 tấn gạo để bảo đảm đủ chỉ tiêu nhập kho dự trữ quốc gia. Dự kiến trong tháng này, các thủ tục lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng với nhà thầu trúng thầu cung cấp gạo sẽ được thực hiện để kết thúc nhập kho trong tháng 6. Bộ Tài chính đang đề nghị chính phủ chỉ đạo các bộ ngành liên quan nghiên cứu sửa đổi luật đấu thầu với quy định mức đảm bảo dự thầu cao hơn hoặc thêm chế tài xử lý khác để ràng buộc trách nhiệm của nhà thầu khi thị trường có biến động tăng giá cao. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Bộ Tài chính cần thay đổi mua gạo dự trữ cấp thấp như hiện nay bằng loại gạo khác vì sản lượng giống lúa này đang giảm mạnh. gọi là ngô là loại thực phẩm khá quen thuộc với người dân việt nam tuy nhiên ít ai để ý rằng phần dâu ngô lại là giải pháp cho nhiều vấn đề sức khỏe đặc biệt trà dâu ngô còn là thức uống giải nhiệt tuyệt vời trong những ngày tiết trời oi bức một cách đơn giản nhất để tận dụng mọi lợi ích của dâu ngô là đem pha trà vậy lợi ích của nó là gì và cách pha trà như thế nào hãy cùng sức khỏe thưởng thức hôm nay tìm hiểu ngay sau đây Rau ngô là tên gọi chung của các sợi dài trông như tơ xuất hiện ở đầu quả ngô. Từ hàng nghìn năm trước, nó đã được sử dụng như một vị thuốc dân gian. Hiện tại ở nhiều quốc gia như Hoa Kỳ và các nước châu Âu, người ta cũng khá ưa chuộng và dùng dâu bắp để pha trà uống hàng ngày. Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết trong dâu bắp chứa nhiều thành phần dinh dưỡng khác nhau, bao gồm vitamin A, C, các vitamin nhóm B, khoáng chất như canxi, kali, chất sơ, flavonoid, saponin. Đặc biệt là hai thành phần và cytosterol giúp phòng ngừa bệnh tim mạch. Từ những thông tin dinh dưỡng ở trên, chúng ta có thể thấy được sản phẩm từ bắp ngô này rất tốt cho sức khỏe. Nếu như theo đông y, dâu ngô có vị ngọt tính bình, dùng để chữa vàng da, sỏi mật, bí tiểu, thì với dược lý hiện đại, người ta đã khám phá ra các tác dụng sau đây. Tác dụng thứ nhất, thanh nhiệt giải độc trong những ngày thời tiết nắng nóng như hiện nay không còn gì tuyệt hơn bằng uống trà dầu bắp giải nhiệt với hương vị thơm nhẹ ngọt thanh mỗi ly trà sẽ mang lại cảm giác sảng khoái cho bạn nhờ có các chất chống oxy hóa dầu ngô giúp đào thải các độc tố ra khỏi cơ thể đồng thời lấy đi lượng chất béo dư thừa từ đó làm hạn chế nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ tác dụng thứ hai là phương thuốc giảm cân tự nhiên với hội chị em thì chỉ số cân nặng luôn là nỗi ám ảnh kinh hoàng Bí quyết là chỉ cần dùng trà dâu ngô mỗi ngày, bạn sẽ có thể sớm lấy lại vóc dáng cân đối. Lý do vì trong thành phần của nó khá ít chất béo và calo nên bạn hoàn toàn có thể an tâm mà không phải lo tăng cân khi dùng. Theo đồng y, dầu ngô là phương thuốc lợi tiểu được sử dụng khá lâu đời. Ngoài tác dụng đào thải độc tố qua đường tiểu, nó có thể phòng ngừa nguy cơ mắc bệnh thận và suy tim sung huyết ở nhiều đối tượng. Trà dâu ngô đã được khoa học chứng minh giúp cải thiện vấn đề về đường huyết, một nghiên cứu được công bố vào năm 2012 trên tạp chí quốc tế cho thấy, chiết xuất từ loại dược liệu này có tác dụng trên bệnh nhân tiểu đường. Nghiên cứu được tiến hành trên đối tượng là chuột mắc bệnh đái tháo đường. Khi cho chuột dùng rông ngô, các chỉ số đường huyết giảm đi trông thấy. Lượng đường trong máu cao cũng là tiền đề cho nhiều tình trạng như đột quỵ, các bệnh về thận. Một nghiên cứu khác được công bố trên tạp chí Dinh dưỡng và Trao đổi chất năm 2009 cho thấy trà râu ngô kích thích cơ thể sản sinh insulin. Điều này rất cần thiết cho người bị bệnh đái tháo đường. Dâu ngô có tác dụng làm tăng lưu lượng nước tiểu, nhờ vậy giảm khả năng lắng động chất cặn bã tại thận, từ đó cũng giảm nguy cơ mắc bệnh sỏi thận. Ngoài lợi ích trên, loại dược liệu này còn có công dụng điều trị các vấn đề liên quan đến thận như viêm bàng quang, nhiễm trùng đường tiểu. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý không được tự ý sử dụng để thay thế thuốc đặc trị. Ngoài ra, hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi dùng và lượng nên dùng là bao nhiêu để đảm bảo sức khỏe. Ngoài các vấn đề trên, nước dâu ngô còn được dùng để trị các vấn đề về da như phát ban, mụn nhọt, giảm đau và ngứa do bị côn trùng cắn, vết chảy xước. Lý do vì thành phần của nó có đặc tính kháng khuẩn và chống viêm hiệu quả. Cách nấu nước rất đơn giản, chỉ việc thả dâu ngô vào nước đun sôi, tiếp tục đun cho đến khi nước chuyển màu lọc lấy nước có thể thêm vào nước cốt chanh để tăng cường tác dụng. Với những người thường xuyên gặp vấn đề về tiêu hóa, bạn có thể sử dụng rong ngô. Các nghiên cứu cho thấy dược liệu này có thể kích thích sự bài tiết mật từ gan, nhờ vậy quá trình tiêu hóa thức ăn được diễn ra tốt hơn. Cao huyết áp là bệnh lý phổ biến ở lứa tuổi trung niên và về già. Bệnh này hiện đang tăng trưởng rất nhanh tại nước ta và cách điều trị cũng khác nhau. Từ xưa ông bà ta đã có kinh nghiệm dùng rong ngô để trị bệnh này. Khoa học hiện đại chứng minh trong thành phần của nó có flavonoid tương đối lớn, chất này giúp kiểm soát nồng độ natri trong cơ thể. Theo đó, nồng độ natri cao là nguyên nhân khiến bạn bị tăng huyết áp. Ngoài ra, flavonoid còn cải thiện quá trình tuần hoàn máu và giữ mức huyết áp luôn ổn định. Dầu ngô cũng có vitamin C, một chất chống oxy hóa giúp bảo vệ bạn khỏi bệnh tim mạch. Thêm vào đó, dưỡng chất này cũng mang lại tác dụng tăng cường sức đề kháng, ngăn ngừa một số bệnh cơ hội gợi ý cách pha trà dâu ngô thơm ngon chuẩn bị như sau các thành phần bạn cần chuẩn bị bao gồm dâu ngô khô hoặc tươi nước nước cốt chanh mật ong cách thực hiện chuẩn bị một chiếc nồi nhỏ cho nước vào đun sôi rửa dâu ngô cho thật sạch vẩy ráo khi nước đã sôi bạn bắt đầu cho dâu ngô vào để yên khoảng vài phút rồi tắt bếp và lọc lấy phần nước với loại trà này bạn hoàn toàn có thể dùng nóng hoặc lạnh tùy ý nếu muốn thêm vị, hãy cho vào một ít nước cốt chanh hoặc mật ong. Mong rằng qua sức khỏe thưởng thức hôm nay, bạn đã bỏ túi được cho mình một loại thức uống hữu ích. Đừng quên pha trà gừng ngô cho cả nhà mình dùng giải nhiệt mỗi ngày. Thưa quý vị, trong tuần này nắng nóng diện rộng sẽ xảy ra ở hầu khắp các tỉnh thành trên cả nước, nhiệt độ tăng nhanh có nơi đạt hơn 40 độ C. Một số nơi thuộc phía Tây Bắc Bộ, vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ như Sơn La, Điện Biên, Lai Châu với nền nhiệt phổ biến ở mức 35 đến 36 độ C. Trong khi đó Nghệ An đã ghi nhận mức nhiệt cao nhất đạt ngưỡng 38,1 độ C. Từ ngày hôm nay mùng 5 và ngày mai mùng 6 tháng 5, vùng áp thấp phía Tây phát triển mạnh và mở rộng về phía Đông Nam, kết hợp với hiệu ứng phơn nên nắng nóng sẽ mở rộng ra toàn Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ với nền nhiệt cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ C riêng phía Tây Bắc Bộ và vùng núi các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp, trong ngày phổ biến từ 35 đến 50%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11 giờ đến 17 giờ. Đây sẽ là đợt nắng nóng diện rộng và gay gắt nhất tại miền Bắc kể từ đầu mùa hè, dự báo kéo dài suốt cả tuần. Quý vị hãy cập nhật thông tin thời tiết thường xuyên để bảo vệ sức khỏe trong thời tiết nắng nóng. tin về dự báo thời tiết cũng đã khép lại chương trình cho ngày mới của Đài Phát Thanh Truyền hình Cao Bằng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.